Thị trường ô tô Nhật Bản khá đặc biệt và khác so với phần còn lại của thế giới. Ở thị trường này, những mẫu ô tô bán chạy nhất chủ yếu là xe Kei Trong 6 tháng đầu năm nay, mẫu xe được người tiêu dùng Nhật Bản mua nhiều nhất chính là Honda n cỡ nhỏ. Với doanh số cộng dồn 112.248 xe, Honda n đánh bại Toyota Yaris bán 97.421 xe và Daihatsu to bán 80.085 xe. Bên cạnh đó là gói phụ kiện mới mang tên Fashion Style cho phép chủ xe thể hiện cá tính của mình. Gói phụ kiện này bao gồm ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa bên ngoài và ốp mâm sơn màu trắng. Trong khi đó, Honda Enboxer từ 2024 mới được trang bị đèn pha LED hình chữ nhật, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và lưới tản nhiệt màu đen với hiệu ứng 3D. Chưa hết, trên đỉnh lưới tản nhiệt còn có dải đèn LED định vị ban ngày mới. Ngoài ra, Honda Enboxer từ 2024 còn dùng vành hợp kim có thiết kế khác biệt so với bản thường và vỏ đèn hậu trong suốt. Đèn hậu của xe là loại kết hợp giữa đèn LED và halogen. Cũng như bản thường, Enboxers từng 2024 có gói phụ kiện mới mang tên câu Ordination Style, bao gồm lưới tản nhiệt mạ chrome màu tối, vành hợp kim màu đen và sơn ngoại thất phối hai màu. Bên trong xe, tiếp tục sở hữu thiết kế, như phòng khách để mang đến cảm giác thoải mái và ấm cúng cho hành khách. Phiên bản thường đi kèm nội thất bọc nỉ màu sáng. Trong khi đó, phiên bản cơ từng được trang bị đội thất bọc da hoặc bọc nỉ màu tối. Tiếp đến là vô lăng hai chấu tương tự Honda ra thế hệ mới. Phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời tiêu chuẩn, cổng USB Type A, Type C và hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Honda Connect cho phép người dùng bật tắt điều hòa, mở cửa lùa và tìm kiếm vị trí xe từ xa. Honda Connect cũng mang đến tính năng nhắc nhở lịch bảo dưỡng, tự động thông báo khi túi khí bung, gọi cấp cứu trên cứu hộ khóa kỹ thuật số, tự động cập nhật bản đồ và kết nối Wi-Fi trong xe. Bên cạnh đó, xe còn có hộp đựng găng cỡ lớn ở dưới mặt táp lô và ngăn chứa đồ rộng trên tapi cửa ở hàng ghế sau. Phía trên cửa gió điều hòa là khay để đồ khá tiện dụng. Theo hãng Honda, Enbox thế hệ mới sở hữu không gian nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc. Mặt táp lô của xe được thiết kế tập trung vào chiều ngang, giúp nội thất như rộng hơn. Ngoài ra, xe còn có ghế lái nằm cao, cộng với gương ngoại thất được chuyển vị trí xuống cửa mang đến tầm nhìn tốt cho tài xế. Trang bị tùy chọn dành cho mẫu xe ca này là màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, hỗ trợ hệ thống định vị. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 in có thể tích hợp hệ thống định vị hoặc không, cũng là trang bị tùy chọn lắp thêm ở đại lý. Nằm bên dưới nắp capo là động cơ xăng 3 xi lanh, dung tích 660 cc theo quy định dành cho xe KK tại Nhật Bản. Động cơ có hai phiên bản là hút khí tự nhiên và tăng áp. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu, tùy phiên bản. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với hai tính năng mới là kiểm soát tăng tốc ngoài ý muốn và giảm thiểu va chạm trong khoảng cách ngắn. Những tính năng còn lại của gói Honda Sensing vẫn giống thế hệ cũ, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, ngăn đạp nhầm chân ga khi tiến lùi, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, ngăn xe lệch khỏi đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảm biến đỗ xe trước sau. Trong khi đó, camera 360 độ là trang bị tùy chọn nhưng chỉ dành cho Honda N-Box Custom. Hiện giá xe chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu được nhận cọc tại Nhật Bản trong tháng này. Đến mùa thu năm nay, N-Box 2024 sẽ bắt đầu được bán ra thị trường.